Minh Thuận xin hoa chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Một lần nữa, chúng ta lại quay trở lại một sân khấu rất là vui vẻ, rất là đáng yêu, nhưng đặc biệt hơn hết là chúng tôi luôn luôn mong muốn gửi gắm những thông điệp về an toàn giao thông cho chính tất cả quý vị khán giả. Để chúng ta làm gì ạ? Khi tham gia vào những phương tiện giao thông hoàn toàn khác nhau, chắc chắn sẽ được an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Và ngày hôm nay là một bộ đôi là chị em chơi với nhau rất là thân thiết, nhưng ngày hôm nay sẽ không còn thân thiết nữa, bởi vì hai thành viên này sẽ thành hai đội đối đầu cùng với nhau. Xin được giới thiệu Vũ Thảo My và Đỗ Hoàng Dương. Chào My. Hello. Hello em. Hello em. Ngày hôm nay hai đội chơi rất là thời trang, đúng không ạ? Rất là xinh đẹp lộng lẫy nữa. Chắc là phải gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nhé. Đầu tiên mời đội của Vũ Thảo My. Đội của em gồm có hai thành viên. Em tên là Vũ Thảo My, còn em là... Em tên là Huy Hoàng. Đây hiện tại cũng là lần đầu tiên em đứng chơi một cái show nên là hơi run một tí. Có biết là hai chị em có biết nhau trước chưa hay là đến với chương trình mới biết nhau? Dạ, nãy thì mới đến đây thì hai chị em mới gặp nhau thôi ạ. Nhưng có mà nói chuyện là... chưa? Dạ, có nói chuyện rồi nhưng mà dạ. Hai chị em vừa nói chuyện và thì cảm giác cũng rất là hợp, cho nên là em mong rằng là ngày hôm nay khi mà chơi đội chơi với nhau thì cũng sẽ ăn ý. Đồng ý. Bình tĩnh nha. Hôm nay anh đã giới thiệu rồi, Đỗ Hoàng Dương không còn là người em thân thiết của em nữa mà sẽ là người bạn đối đầu với chương trình này luôn. Nào, xin mời đội của mình giới thiệu nha. Xin chào tất cả khán giả của Về Nhà Đi Anh, mình là Đỗ Hoàng Dương và ngày hôm nay mình rất là vui khi mà được có mặt tại đây và cùng với một bạn nữ rất là xinh. Rồi, xin giới thiệu với mình đi nào. Chào mọi người, em tên là Yến Nhi, hiện đang là sinh viên và em cũng đang rất là run lần đầu tiên được xuất hiện trên một cái show lớn như vậy. Ngày hôm nay hai đội chơi cái bề ngoài thì rất là bắt mắt đúng không ạ? Nhưng không biết rằng là về cái nội quy về an toàn giao thông đó ta, khi nhắc tới đây đó ta, thì chắc chắn là tất cả những người chơi trước đó thì họ hơi e dè tí xíu, bởi vì mình cũng không có tham gia vào và giao thông nhiều nè. Nghệ sĩ thì thường là có người chở hết rồi, cũng không có quan sát những cái biển báo. Thế không biết là ngày hôm nay em có tự tin không với nhóm của mình? Ngày trước em có hay đi xe Honda á. Ừ. Cái xong rồi em bị té mà em té chảy thịt hết cả hai chân. Té hai lần, cái ba em kêu là thôi khỏi đi đi con. Có nghĩa là ba sợ dạ, sợ rồi. Con gái bị thương cho dạ, nên là không cho đi nữa. Khoảng 4 năm nay rồi em không đi xe Honda. Nhưng mà có bằng lái chưa? Dạ có rồi. Có rồi thì chắc chắn cũng đã là đi thi rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà thi mấy lần mới được? Em thi một lần thôi. Hên á, tại vì có rất là nhiều bạn tới đây nha, thi 2-3 lần mới đậu. Thế cho anh hỏi là đã bao giờ em gặp phải cái trường hợp là mình vi phạm cái luật giao thông này chưa? Dạ có. Trường hợp nào? Đó là lần đầu tiên đi xe, mình cứ thấy người ta, ủa cái đường trống thì mình cứ đi. Ừ. Thì không biết là mình lấn lên, chú có mang lại khóa nội bà. Lúc đó là mình chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái. Rồi xong, chuyện gì tới cũng đến. Đây là một cái kinh nghiệm nhá, dành cho tất cả những ai mà chưa có bằng lái thôi. Thì mình ngồi phía đằng sau cho nó yên tâm, để cái người ta có bằng lái, ta lái xe cho nó an toàn hơn cho hai người luôn và cho tất cả mọi người xung quanh nữa. Thế quay qua hỏi bên đây, nãy giờ bên đây chia sẻ thấy bên đây đang hóng nhiều quá. Thế Dương em có bằng lái chưa, hỏi thiệt? Em còn chưa biết lái xe máy. Chưa biết lái xe máy? Dạ, tại vì là em chỉ còn lái xe đạp điện thôi ạ. À, xe đạp điện cũng dạ. Được ha. Cho anh hỏi nè, xe đạp điện nhưng mà em lái ở Hà Nội á, hồi dạ, trước đúng á rồi, đúng rồi. Nó có khác cái lái đường ở thành phố Hồ Chí Minh trong này không? Dạ, có á. Ở ngoài Hà Nội thì đường nó hẹp hơn. Dạ. Nó hẹp hơn nên là em phải gọi là vận dụng hết những cái gọi là cái skill của mình, những cái trí não của mình để mình len lỏi ấy anh. Ừ, ừ. Còn em thì em ở đâu? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay anh sẽ bổ cặp một lần nữa cho hai đội luôn nha, để hai đội có nhiều cái kiến thức về biển báo nè, về cái cách đi sao cho nó đúng quy tắc giao thông nè. Ngày hôm nay hai đội chơi đã sẵn sàng, xin mời tất cả quý vị chúng ta bước vào những vòng đầu tiên của chương trình Về Nhà Đi Ăn. Xin mời hai đội chơi về chỗ nha, mỗi đội một ô. Bên đây, bên này. Ô bên này luôn. Quý vị thân mến, hai đội chơi đã về vị trí của họ rồi và chắc chắn bây giờ Minh Xu rất là tò mò để biết được tên của hai đội như thế nào ngày hôm nay. Xin mời ạ, chắc là mời đội của Đỗ Hoàng Dương trước đi. Mọi người chắc là nhìn khuôn mặt của hai bọn em thì mọi người cũng thấy toát lên được một sự trong sáng đúng không ạ? Yes, rất là ngây thơ. Nên là bọn em mới đặt tên cho đội mình là chị Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc, thế đối đầu với đội... Em đã bảo là chị Thỏ Ngọc rồi mà. Chị mà, có chị mới được à? Chị Thỏ Ngọc, bởi vì bên này cũng có chị. Phải có chị luôn. Dạ, em nghe lén ở bên này là có chị. Anh sẽ chốt lại, đây là đội chị Thỏ Ngọc.
Dạ. Bên đây xin mời đổi chị gì ạ? Em thì tại vì tối hôm qua thấy Trang hơi trò nữa nên là hôm nay em lấy tên là chị Hằng. Chị Hằng luôn. Dạ. Vâng, chị Hằng Thỏ Ngọc rất là dễ thương. Và chủ đề tuần này vẫn sẽ có 4 vòng thi hoàn toàn khác nhau. Vòng đầu tiên khởi động, vòng thứ hai là hợp sức, vòng thứ ba là vượt chướng ngại vật. Nếu như 3 vòng thi này đội chơi nào có đố xấu cao hơn thì đội đó sẽ có cơ hội chinh phục giá trị 50 triệu đồng ở vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh. Và ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi khởi động với vòng thi đấu đầu tiên, xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh và đây là vòng đầu tiên mang tên khởi động. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Bây giờ là ai tự tin thi trước à? Bây giờ 4 năm rồi chứ không chạy xe rồi, kiến thức nó dụng hết rồi em ạ. Kiến thức nó dụng hết rồi em ạ. Vậy là chị gõ khúc sau nha. Ok, ok. Rồi, đồng ý. Okay. Bên đây, đội chị Hằng, bạn Hoàng sẽ thi trước. Bên đây thì sao ạ? Thật ra thì em thi trước hay sau thì em nghĩ là kết quả nó cũng như thế thôi. Đó, nên là thôi em sẽ nhường cho chị Nhi thi trước. Còn vâng. Em thì sao? Vâng, vậy thì mời Hoàng Dương cùng với Vũ Thông My chúng ta qua vị trí bên này nha. Ngồi chơi xơi nước. Chết. Còn hai chị em sao? Nhi nè, em có muốn nói gì trước khi chơi không? Bên kia hai bạn chơi thân, bên này tụi em cũng chơi thân. Dạ. Yeah. Nhưng mà hôm nay cả hai đội sẽ là đều đối kháng nhau. Cho nên bên kia cẩn thận bên này. Dạ. Yeah. Chúc bọn em may mắn trả lời được hết 10 biển báo mà anh thử thách nha. Yeah. Sẵn sàng chứ nào? Dạ, yeah, sẵn sàng. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi theo dõi biển báo đầu tiên. Xin mời. Mời Nhi. Theo em nghĩ thì cái này là cấm lên đường cao tốc. Có cái đường cao tốc mà cấm người ta lên đường cao tốc thì người ta chạy kiểu gì? Không, ý là ví dụ đang có sửa chữa hay gì đó. À, theo suy luận của em, đây là biển báo cấm lên đường cao tốc. Đáp án của chương trình chưa chính xác. Mời Hoàng. Thế thì bây giờ đối với em biển báo này là gì? Vậy là cấm lên đường cao tốc. Cấm lên đường cao tốc luôn. Được phép lên đường cao tốc. Được phép lên đường cao tốc à? Vậy người ta gạch chéo làm chi? Chưa chính xác. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là biển báo hết đường cao tốc. Đây, anh phân tích cho tụi em lấy cái ý một tí nữa mình chơi cho dễ ha. Đây, đối với những cái biển báo màu xanh dương như này mà có gạch chéo á là hết nha. Tất cả luôn các loại gạch chéo cái là hết. Ví dụ như hình tròn mà gạch chéo cái là cấm cái gì đó. Còn cái hình vuông này là xuất hiện cái đường cao tốc ở giữa mà gạch chéo cái là hết đường cao tốc. Cứ phân tích nó đơn giản như vậy thôi, không có gì mà khó khăn cả nha. Một điểm đầu tiên vẫn ở lại với chương trình và bây giờ sẽ là biển báo số 2. Hay quá, Hoàng ơi. Chú ý đường giao nhau. Giao nhau với cái gì? Giao nhau với đường không ưu tiên. Chính xác, chúc mừng. Đây là biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, hợp lý. Một điểm dành cho Quý Hoàng. Sẽ là biển báo tiếp theo, Nhi ráng bấm đi em, giành quyền trước đi. Nó sẽ dễ hơn cho mình phân tích nha. Xin mời. Đó, nói cái được liền luôn. Cái này rẽ qua bên tay phải thì là chú ý sẽ có làn rẽ phải. Nó phải khó khăn lắm người ta mới chú ý đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà rẽ thì nó bình thường. Đúng phải rồi. Có một cái gì đó nó gấp hay là nó như nào đó. Anh, em đi tương lai đồ em mịt mù. Ví dụ cái chỗ này, nó gấp qua bên kia một cái, người ta gọi là cái gì? Cái cua cái gấp. Đó đó, cái kiểu vậy đó. Chú ý cua gấp nguy hiểm bên phải. Hay quá, chúc mừng em. Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cái ngôn ngữ chuyên ngành á, ở trong an toàn giao thông là biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải. Một điểm dành cho Nhi. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Hoàng cũng biết đúng không em? Nhưng Nhi bấm trước rồi, mời em. Chú ý hai làn. Hai làn đường hẹp phía trước. Chính xác, chúc mừng. Dạ. Đây là biển báo đường bị hẹp hai bên. Chính xác là ở phía trước luôn. Mới báo hiệu đúng không? Mình ở đây thì sẽ báo hiệu ở phía trước. Và hẹp, hai làn đường nó hẹp nhỏ lại cho nên chúng ta sẽ giảm tốc độ. Hoặc là làm sao để có thể di chuyển một cách hợp lý nhất đối với tất cả những cái xe đang di chuyển lên trên. Một điểm nữa dành cho Nhi. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo.
Bẩm Hoàng ơi, đúng rồi, mời em. Theo như anh Minh Sù chỉ em học rất nhanh. Đây là biện báo chú ý, có hai cái đồ. Em nghĩ đây là chú ý với chú có đồng đôi. Hay quá, chúc mừng. Trời ơi, tôi hồi hộp ghê luôn á. Chị My tự hào em không? Đường đôi. Chị My tin em không? Dạ, tin em nhanh lắm. Ừ, đây là biển báo đường đôi. Thôi đến với biển báo tiếp theo nha quý vị, xin mời. Bám như ơi, ừ. À, sẽ có thông báo. Thông báo cái gì? Phía trước có cầu vượt cho người đi bộ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Trời ơi, thật quá. Biển báo cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ. Và một điểm dành cho Nhi. Tiếp tục ạ, biển báo tiếp theo. Mời Nhi. Biển cấm. Cấm cái gì nè? Đi thẳng và quẹo trái. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Tính chị chưa? Chị giỏi đúng không ạ? Cố lên Hoàng ơi, nhanh tay nhanh tay. Một điểm dành cho Nhi. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, xin mời. Hoàng đôi khi thời tới cảm nổi em. Em tin cái này em trả lời được. Ừ. Chị biển giận. Báo chị giận. Chú ý không được đi ngược chiều. Chú ý không được đi ngược chiều. Tự tin không? Em tự tin. Chưa chính xác em ơi. Chưa chính xác em ơi. Mời Nhi. Thông báo làn đường không được quay đầu. Thông báo làn đường không được quay đầu. Và đây là một đáp án cũng chưa chính xác luôn. Rất là tiếc. Đây là biển báo được ưu tiên qua đường hẹp. Dạ. Đây là biển chỉ dẫn báo hiệu được quyền ưu tiên đi trước. Đó, trên cái đoạn đường hẹp mà hai cái xe đó đang đi ngược chiều nhau. Ví dụ nè, anh với em đang đi ngược chiều nhau trên một cái đoạn đường hẹp. Ví dụ như là đang ở đường lớn mà qua một cái cầu, nó hẹp lại chút xíu. Khi mà cái biển báo đó nằm bên anh thì anh được quyền ưu tiên đi trước, còn em phải dừng lại. Đó, anh phải chạy qua cầu trước, sau đó em mới chạy qua. Đó, nó như thế. Thôi không sao, một điểm thuộc về anh. Xin mời biển báo tiếp theo. Bấm rồi, ai vậy? Hoàng ơi! Biển báo ưu tiên cho người đi bộ qua đường. Chính xác, ừ. Nhưng mà cái từ chuyên ngành của nó đó chính là biển báo người đi bộ sang ngang. Đó. Sang ngang. Đi qua đường cũng được hoặc là sang ngang cũng được, đúng không? Báo hiệu là ở phía trước sẽ có người đi bộ sang ngang, cho nên mình sẽ giảm tốc độ lại. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Chúc mừng Hoàng đã bấm chuông trước, mời em. Chú ý. Chú ý gì? Được phép đi xe đạp. Chú ý, được phép đi xe đạp. Chưa chính xác, mời Nhi. Chú ý cái gì nè? Chú ý phía trước có người đi xe đạp sang ngang. Dạ, hoặc còn gọi là cắt ngang đường. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em một điểm. Biển báo đường người đi xe đạp cắt ngang. Đây là những biển báo giúp cho lưu thông ở trên đường cách an toàn hơn thôi. Vậy là chúng ta đã kết thúc 10 biển báo. Chắc chắn sẽ có những điểm số tương thích như sau. Wow. Tôi thấy là 2 điểm thuộc về tôi rồi đó. Cho nên là các bạn chỉ còn 8 điểm chia đều thôi. Rồi, chị Hằng ơi, Huy Hoàng, em được đây. 3 điểm, chúc mừng. Bạn Nhi, em được 5 điểm. Đang chênh lệch có 2 điểm mà thôi. Cảm ơn tụi em, mời tụi em qua bên này và đổi vị trí cho nhau nè. Cố lên chị ơi. Dỡ lại. Hai người chơi là hai nghệ sĩ khách mời tuần này của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi lượt 2 trong vòng đầu tiên. Xin mời. Dừng. Chú ý có đường giao nhau phía trước. Chính xác, chúc mừng. Okay. Một điểm cho Đỗ Hoàng Dương. Biển báo đường giao nhau. Chú ý cho tất cả chúng ta là phía trước. Hai cái đường này sẽ giao là thành một đường. Biển báo số 2, xin mời. Đó, Mỹ. Em nhìn thấy cái biển này rất là quen này. Tại vì em hay kiểu ngồi kế bên ba em chạy xe đi trên đường cao tốc thì em nghĩ là đây là tốc độ giới hạn cho phép. Ví dụ mình chỉ được đi 50 km/h thôi. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Đó, mình không lái xe nhưng mà mình vẫn có thể là quan sát được, đúng không? Đây là biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Chính xác, một điểm cho Vũ Thắng Mỹ. Yeah. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo, rất là đơn giản thôi. Hey, mời Dương. Biển báo này là phía trước có đường nguy hiểm, không có rào chắn. Đúng rồi, chính xác. Yeah. Đây là biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Ví dụ như là có rào chắn thì dễ rồi, thì chặn cái rào qua thì người lưu thông sẽ không qua được đường bên kia, thì tàu hỏa cứ đi một cách thoải mái thôi. Nhưng không có rào chắn thì phải cần báo hiệu cái biển báo này.
Rồi, 1 điểm cho Đỗ Hoàng Dương. Thở vào nhẹ nhõm. Em được 1 điểm mà em áp lực quá. Cố gắng lên nhá. Dạ. Ok, biển báo tiếp theo. Mời Đỗ Hoàng Dương. Biển báo hết đường ưu tiên. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Giỏi quá Dương. Đây là biển báo hết đoạn đường ưu tiên. Rất là đơn giản thôi. 1 điểm nữa dành cho Đỗ Hoàng Dương. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi biển báo tiếp theo. Chúc mừng Vũ Thông My đã giành tay những trường trước. Mời em. Lại một biển chú ý. Chú ý. Dạ. Cái này em đang không biết nó là cái gì. Em nhìn thấy giống cái ống nhòm, nhưng mà cái ống nhòm không thể nào gắn lên cái cột như thế được. Không. Nó giống như một cái lá cờ. Phất phơ giữa đường. À, lá cờ. Có cái cột mà có lá cờ. Nhưng mà lá cờ đó lại phất phơ. Lá cờ đó phất phơ. Vậy là có gió. Đấy. À. Thế thì đây là báo hiệu cái gì? Vậy là đây là báo hiệu là chú ý đoạn đường phía trước có gió. Gió gì? Gió mạnh. Gió mạnh, mạnh như thế nào? Rất mạnh. Lớp xoáy. Lớp xoáy. Wow, My, bây giờ ví dụ nha, một cái vách núi đi chẳng hạn đi. Mình đang đi trên đường và báo hiệu phía trước là có gió mạnh, nhưng mà gió mạnh như thế nào để chúng ta có thể dễ chao đảo? À, nó tạt rất là mạnh. Đúng, nhưng mà nó tạt theo hướng nào? Tạt theo hướng ngang. Đó, ừ. Tạt theo hướng ngang. Đây là báo hiệu gì? Báo hiệu phía trước có gió mạnh tạt theo hướng ngang. Chính xác, chúc mừng em. Đây là biển báo gió ngang, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Vũ Thao Mì đã có 1 điểm nữa cho mình. Yeah. Có vẻ như hai nghệ sĩ bắt đầu nóng máy rồi đó, đúng không? Dạ. Khởi động đã nóng máy rồi. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Dương. Biển báo này là phía trước có chợ. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. 1 điểm cho Đỗ Hoàng Dương. Biển báo tiếp theo sẽ là gì, xin mời. Mời Vũ Thao Mì. Em nghĩ là cái này nó rất là rõ ràng. Em mà trả lời sai câu này nữa thì thôi luôn. Là đồng đội không nhìn mặt chị luôn. Không nhìn mặt luôn á. Cái này biển báo là cảnh báo là phải đi chậm lại. Chính xác, chúc mừng. Số 1. Chính xác, vỗ tay cho My. Xuất sắc, xin mời biển báo tiếp theo. Mời Dương. Cái này em nhớ đến gọi là ngã 6 ấy. Đấy, đấy. Vòng xoay á. Đấy. Biển báo là phía trước có vòng xoay à? Nhưng mà nếu mà báo hiệu như vậy quá đơn giản, em phải nhìn theo cái chiều hướng mũi tên là nó chạy như thế nào. Phía trước có đường giao chạy theo vòng xuyến. Chính xác, chúc mừng. Thôi thôi, 1 điểm nữa cho Hoàng Dương. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời Vũ Thông My. Em nghĩ đây là một loại biển xanh, là biển hướng dẫn đúng không anh? Đúng. Mà nó chia ra làm 3 làn. Thế em nghĩ là hướng dẫn theo 3 làn sẽ đi như thế nào? Đúng. Làn nào phải đi theo cái biển như thế này? Đi theo phân tích lập luận của Vũ Thông My, đây là một biển báo hướng dẫn làn đi hoàn toàn chính xác. Chúc mừng! Đúng rồi. Biển báo hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Khi mà chúng ta thấy một con đường có 3 làn đường như thế này, thì khi mà chúng ta mong muốn phía trước mình đi theo cái hướng nào, thì mình phải đi cái xe, di chuyển cái xe của mình vào trong cái vị trí trong cái làn đó. Chúc mừng! 1 điểm nữa cho Vũ Thông My. Và bây giờ sẽ là biển báo cuối cùng trong lượt 2, xin mời. Mời Đỗ Hoàng Dương. Cái này là phía trước có cửa chui. Chính xác, chúc mừng. Yeah. Báo hiệu biển báo cửa chui. À. Yeah. Hiện tại thì ở những cái khu vực mà có xe lửa nè, hoặc là những cái tuyến đường mình đi qua đèo chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái cửa chui vào á. Thì sẽ báo hiệu trước cho tất cả mọi người chuẩn bị, để ở bên trong nó sẽ tối quá, mình sẽ mở đèn xe lên để cho nó sẽ di chuyển thoải mái hơn. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lượt số 2 ở đây. Và số điểm của hai chị em như thế này. Đây, đội Vũ Thảo My có được 4 điểm, chúc mừng. Và Đỗ Hoàng Dương, là chắc chắn là em có được 6 điểm. Yeah. Mời hai chị em về. Về với nhau. Rồi, quý vị thân mến, chúng ta sẽ tổng kết số điểm với hai lượt thi đầu tiên của hai đội chơi ngày hôm nay. Đội chị Hằng 7 điểm, chúc mừng. Và đội chị Thỏ Ngọc, các bạn có 11 điểm ngày hôm nay. Tạm thời đang dẫn đầu nha. Hơn nhau chỉ có 4 điểm thôi. Còn nhưng 4 mà điểm cho thôi. Hỏi nè, 4 điểm thôi. Hỏi thiệt, chơi xong vòng này thấy làm sao? Em thì em thấy là em học được rất là nhiều, thêm nhiều kiến thức. Ừ. Vậy thôi ạ. Dương, em thấy là em không về được nhà luôn đó anh. Chương trình là về nhà đi anh, mà em thấy em không về rồi. Em cứ lang thang ở ngoài ngã 6 với cái ngã 7 với cái đường cắt là em đủ mệt rồi, em không anh về nổi. Chơi xong cái em ra em lang thang đi. Biển báo này là biển báo gì ta? Biển báo kia là biển báo gì ta? Em chừng nào mới về tới mà. Nhà đây?
Yeah. Bây giờ sẽ gợi ý cho tụi em những cái bức xa hình hoàn toàn khác nhau luôn, để cho mình đặt mình vào trong những trường hợp đó luôn, để mình giải quyết vấn đề nhá. Vòng 2 của chúng ta mang tên Hợp Sức, xin mời. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 4 xa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một xa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Bây giờ cho mình xin hỏi đi, My. Hồi nãy em có chia sẻ là em hay đi với bố. Dạ. Rồi em hay quan sát ở trên đường có cái gì á. Có bao giờ mà em gặp phải một cái trường hợp mà em nhớ về cái những cái vấn đề xảy ra trên đường không? Ba em thì là lái xe rất là lâu năm rồi, nên là đi trên đường rất là hiếm khi nào mà kiểu bị đụng xe hay là gặp cảnh sát giao thông hay gì hết. Mỗi lần nào em với ba em là kiểu ví dụ đi cao tốc hoặc là đi thẳng một mạch về nhà luôn. Rất an toàn. Dạ, ba em lái xe được cái rất là an toàn thì cũng không có gì kiểu gặp gọi là trường hợp gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng mà ví dụ em mà đi trên đường một mình á, mà em ví dụ em đi theo đá là sẽ có gì đó xảy ra. Em có thể kể cho mọi người ngày hôm nay một cái kỷ niệm nào đó cũng được. Nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ. Là hai chị em đi chung? Không phải hai chị em đi chung mà là em đang trên đường để gặp Dương. Thì hôm đấy trời thì lại mưa, mà em thì lại đi xe Honda. Mà em bị cái tật là em đi xe Honda rất là nhanh. Em đi rất nhanh, em đi kiểu tay lái lụa, kiểu đi kiểu sợ ai đi hết đường ấy. Đi kiểu sợ ai đi hết đường ấy. Cứ đi, đi rất là nhanh. Xong rồi hôm đấy thì trời mưa mà đường rất là trơn nữa. Mà trước mặt em thì có một cái xe ô tô. Thì em cứ nghĩ là xe ô tô đang đi thẳng bình thường thôi. Xong đùng một cái tới cái đoạn quẹo thì xe ô tô đùng một phát xì nhàn. Cái xong quẹo một phát sang. Xong là em đi ngay đằng sau, xong rồi em bẻ lái sang rồi em ngã luôn. Đó là sau cái đấy là ban cấm em không đi xe máy nữa. Có nghĩa là mình tự té đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì mình là mình hơi thấy... hoảng bởi vì đúng ở rồi. Cái khoảng cách của mình với cái xe ô tô phía trước nó hơi gần quá. Đúng rồi, lúc đấy rất là gần. Mình không có xử lý kịp đúng không? Dạ. Đó. Không nhanh phanh gấp. Cái xong là chảy hết hai tay rồi chảy đầu gối rồi chảy chân chảy hết luôn. Bởi mới nói đúng không? Đến gặp Dương em khóc quá trời. Em khóc kiểu hết nước mắt luôn á. Ủa sao chị mình té mà mình khóc vậy? Hay là mình thương chị hay là sao? Mình thấy dừa, mình thấy dừa. Không phải, tại vì là em khóc bởi vì là em thương anh tài xế ô tô á. Tự dưng có con rồi sao nó ngã, mình có làm gì đâu. Tự dưng thế. Đôi khi có những cái tình huống nó bất ngờ nó xảy ra. Ví dụ như một con chó chạy ngang đường thôi mình cũng không biết. Hoặc là một con mèo, hoặc là đôi khi là một đứa trẻ. Đó, nó cũng không biết là nó nên chạy qua đường hay như thế nào, cẩn thận ra làm sao đâu. Rồi mình va phải thì nó xảy ra một cái trường hợp mà mình không có mong muốn. Cho nên là thôi rút kinh nghiệm ha, từ cái đợt đó. Rồi, lần này thì cũng như vậy thôi, chúng ta sẽ có những bức xa hình. Nó chỉ có những cái hướng đi sao cho nó đúng quy tắc giao thông. Tụi em cần phải tìm ra đâu là hướng đúng nhất. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Xin mời tất cả mọi người chúng ta theo dõi bức xa hình đầu tiên. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Theo tín hiệu đèn, xe tải đi hướng nào là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Vũ Thảo My. Em nghĩ là đèn đang đèn đỏ mà có một cái đèn nhỏ ở bên cạnh là đường quẹo phải. Thì em nghĩ là số 3, xe tải đi theo hướng số 3 sẽ đúng. Theo như chia sẻ của Vũ Thảo My là hướng số 3 là sẽ chính xác cho chiếc xe tải này. Và với câu trả lời cũng như là phân tích của Vũ Thảo My thì Minh Dù nghĩ rằng đây là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng các bạn, chính xác. 2 điểm dành cho đội chị Hằng. Đó. Các bạn chỉ cần phân tích như vậy thôi, giống như là chúng ta sẽ nhìn vào màn hình LED gợi ý đó thì các bạn thấy như thế nào là hợp lý cứ nói. Đôi khi không chính xác thì mình sửa, không sao cả nha. Và bây giờ sẽ là bức xa hình số 2. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Hải Dương. Em nghĩ đầu tiên là xe lam. Vì sao? Xe lam bởi vì là xe lam đã đang ở giữa rồi ạ. Chính xác. Đang di chuyển rồi. Và tiếp theo thì em nghĩ là xe cứu thương. Bởi vì đấy là xe được ưu tiên. Và sau đó mới là xe con, xe ô tô. Xe vàng này. Với cái sự phân tích như vậy thì không còn gì để nói được cả. Đúng rồi em ạ. À. Chúc mừng. Chính xác. Thứ tự đó chính là chiếc xe lam, sau đó tới xe cứu thương và cuối cùng là xe con, xe ô tô. Bởi vì ngay cái ngã tư này xe lam của chúng ta đã đang di chuyển rồi cho nên nó được quyền đi tiếp dẫn đầu. Thứ hai là xe ưu tiên là xe cứu thương và cuối cùng đó chính là xe ô tô. 2 điểm dành cho đội chị Thỏ Ngọc, chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là bức xa hình số 3, xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô được phép đi?
Hết. Mời Vũ Thông Minh. À, em cho em thấy là trên này sẽ có hai cái biển báo, đó là đường số 2 là cấm ô tô đi thẳng, đường số 1 thì là chỉ được xe tải mới được phép rẽ phải, còn đường số 3 thì đi vô tư. Thì chị nghĩ là đúng rồi, thì chỉ có đường số 3 thôi. Dạ. Không cấm gì cả, không biết gì cả. Thì em nghĩ là chỉ có đường số 3 thôi. Ô tô và được phép đi đường số 3. Không được phép đi đường số 1 và đường số 2. Hoàn toàn hợp lý, chính xác. Chúc mừng các bạn. Yeah. Vì cái biển báo màu xanh ở bên rẽ phải kia nó có cái xe là xe tải chứ không phải là xe ô tô. Nếu như mà là xe ô tô thì chúng ta được quyền rẽ phải luôn. Và hướng 1 và hướng 3 là chính xác. Nhưng trong bức hình này, hướng 3 mới là hướng đúng. Chúc mừng, 2 điểm thuộc về đội Chi Hằng. Yeah. Và bây giờ sẽ là bức xe hình số 4, xin mời. Câu hỏi chính thức là xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này hết? Mời Đỗ Hoàng Dương, lợi thế luôn. Nói đi. Em nghĩ là xe màu xanh ạ. Là xe mô tô. Ừ, em nghĩ xe màu xanh tại vì cái biển đó là biển ưu tiên. Em tự tin bao nhiêu phần trăm Dương? Em vẫn tự tin 100%. 100% thì anh tặng 2 điểm. Yeah, chúc mừng. Yeah. Hoàn toàn chính xác, đúng nghĩa là nó đang nằm trong đường ưu tiên rẽ trái. Dạ. Cho nên là nó được phép rẽ trái trước. Sau đó thì cái xe màu vàng là xe ô tô thì mới được di chuyển tiếp tục. Và bây giờ sẽ là bước xe hình cuối cùng, xin mời. Câu hỏi, xe nào vượt đúng quy tắc giao thông hết? Mời Đỗ Hoàng Dương. Em nghĩ xe vàng chắc đúng rồi đó. Đúng rồi. Em nghĩ xe con. Tại vì nếu như mà cái xe container kia mà đi sang sẽ bị lấn sang bên làn bên này. Em nghĩ là sẽ là xe vàng. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng các em. Đúng nghĩa là khi mà lại gần vào cái màn hình LED á, thì chúng ta thấy là cái khoảng cách này nè, nó sẽ hẹp so với khoảng cách của xe. Nếu mà lấn sang bên đây á, thì nó sẽ lấn qua cái làn bên này. Mà nếu cái làn này nó có cái giải phân cách này mà nó bị đứt khúc á, thì được phép lấn sang để chúng ta có thể vượt. Nhưng mà đây không có khoảng cách nha, cho nên là nó không có cắt, cho nên là nó sẽ không được lấn vào len này. Và xe ô tô khi mà qua cái khoảng cách này thì nó hợp lý khi mà di chuyển vượt lên. Chính xác. 2 điểm nữa dành cho đội chị Thỏ Ngọc. Yeah. Vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đấu thứ hai ở đây với điểm số là bên đây đúng được mấy câu nhỉ? Dạ, hai câu mình được 4 điểm và bên đội mình đúng 3 câu mình được 6 điểm. Chúc mừng các bạn. Tổng cộng hai vòng thi, số điểm hiện nay như sau. Đội Chi Hằng, các bạn được 11 điểm. Và đội Thanh Ngọc, các bạn được 17 điểm. Yeah. Không sao, chị Hằng ơi, thiệt em là chú cụi nè. Em nói chị Hằng nghe, cái vòng tiếp theo em rất là cần cái thể lực, cái sự liên kết với nhau, khéo léo di chuyển để vượt qua thử thách. Thắng cái em tặng 10 điểm luôn. Nhưng đội mà lỡ mà có thua cuộc nha, chưa chiến thắng ở vòng đó thì không có điểm nào cả. Cho nên rất có cơ hội đội chị Hằng sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, hoặc là bên đây thắng tuyệt đối luôn nhá, là mình chiến thắng luôn. Một cú hat-trick để cho mình có đủ tự tin bước vào vòng cuối cùng 50 triệu thuộc về mình luôn nha. Tất cả đã sẵn sàng, ngay bây giờ hãy cùng đến với vòng thi đấu thứ 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Quý vị thân mến, đây là chương trình Về Nhà Đi Anh và chúng ta đã quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 được mang tên là Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Bình thường thì mỗi trò chơi tại vòng thi đấu này sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau liên quan tới giao thông. Nhưng mà một lần nữa mình xin được chia sẻ, chúng tôi rất cần sự hợp sức của cả hai thành viên đến từ hai đội chơi ngày hôm nay để cùng nhau vượt qua thử thách này. Bởi vì chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, còn đội chưa chiến thắng sẽ không có điểm nào cả. Hai đội ngày hôm nay thân mến, trò chơi rất đơn giản thôi. Các bạn thấy không, hai cái vạch xuất phát đây, mỗi người đứng bên, không được chạm vào vạch nha. Chạm vạch là phạm quy, mình phải đứng đằng sau vạch đó. Như là đi trên đường mà lấn len một cái là phạm quy liền, cho nên là phải đứng ở đây. Người đứng ở đây sẽ là người ném bóng. Đây, cầm những quả bóng này, các bạn sẽ ném nó bay lên trên không trung. Làm sao người ở bên này đội mũ bảo hiểm. Và trên chiếc mũ bảo hiểm này thì nó hơi nguy hiểm là có một cái cây kim để có thể làm vỡ những quả bóng đó. Bên kia ném, bên này sẽ đỡ, làm nổ. Các bạn cứ làm nổ càng nhiều quả bóng thì các bạn sẽ có cơ hội chiến thắng.
Trong vòng 1 phút 30 giây, đội nào có số lượng bóng nổ nhiều hơn thì đó chiến thắng. Mấy đứa thấy trò chơi này như thế nào? Em thấy nó nhìn kiểu cute dễ thương vậy thôi mà khó. Khó. Em nghĩ sao? Em nghĩ em làm được. À, em nghĩ làm được đúng không? Đội này em đang tự tin. Ok, còn đội của Dương sao? Đội em ạ. Cũng tự tin đấy. Nói chung thì đây là những quả bóng nhiều màu sắc rất là dễ thương thôi, nhưng mà nó nổ lên thì nó sẽ xảy ra cái sự sợ hãi giống như vậy. Vậy thì Minh Thu nghĩ là trên một cái con đường mà chúng ta đang đi, lỡ như mà có va chạm thì thứ nhất là cũng nên bình tĩnh trước, đúng không? Chứ nếu như mà chúng ta cứ dùng cái thái độ đang bực bội ngay lúc đó hoặc là nóng giận ngay lúc đó thì đôi khi xảy ra những cái ẩu đả mà quẹt xe nó không có bị gì hết trơn mà quánh nhau mới bị vấn đề. Nó cũng hơi khổ ở đây, đúng không các em? Rồi, thôi thì bây giờ mình quánh tù xì xem là bạn nào thi trước. 1, 2, 3. Yeah, thi thao sẽ đi sao? Thắng được quyền quyết định. Em ra muốn chơi trước không? Không, em cho chị quyết định đó. Ủa, thật sự toàn quyền quyết định là em à? Ừ đấy. Thôi, chơi trước đi ha cho vui. Lên. Mình lỡ thua. Chơi trước đi ha. Và bây giờ, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. 1 phút 30 giây chuẩn bị. 3, 2, 1, lên. Hey. Ui. Ê, phạm quy à, không được, được, tiếp. Không phạm quy nha, bay qua thì được, chân hoa không được. Không được rồi, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cái này khó, cái này khó quá à. Đúng rồi. Nữa, nhanh lên. Không được. Tiếp. Đó. Hơi khó chị ơi. Hơi khó. Bể lên. Chống tay xuống được á. Em bỏ xuống được không? Không, em vượt qua cái mức là phạm quy rồi. Tiếp đi em. Hey, đó. Hey, bảy đâu. Rồi, tiếp qua, lại lên. Qua, bỏ. Cố lên. Chưa được. Ôi trời. Này thì bỏng lên. Hey. Chào lên xíu. Đó. Cố lên. Trời ơi. Bảy đi. Không được. Bỏ nào. Đây. Hai quả rồi, cố lên. Phạm Quy cái chân. Chúng ta còn lại 10 giây. Đó, cái này được nè. Hết được rồi. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Hết giờ. Không, thật sự là cái này khó chứ không phải dễ. Khó đấy ạ, khó. Quý vị thấy là có rất là nhiều banh ở trên sàn mà các bạn, hai người chơi của chúng ta đã ném. Nhưng mà chỉ vỡ được 2 quả bóng mà thôi. Kết quả là 2 thuộc về các bạn, chúc mừng. Hai rất là cố gắng. Căng dữ. Rồi, xin mời đội của Đỗ Hoàng Dương và Nhi lên đây. Dương, dạ. Thật sự là đội của chị My chơi là coi như được có 2 quả. Dạ. Theo anh thấy tập rồi đó. Thấy tèo rồi đó. Dạ. Thế bây giờ em có muốn hỏi cái kinh nghiệm chơi không? Hay là em rút được gì kinh nghiệm từ cái cách chơi của chị My không? 2 quả mà cũng phải chia sẻ kinh nghiệm mà anh. Có chứ em. 2 quả cũng phải chia sẻ kinh nghiệm. Ơi, người ta cũng được 2 quả đó chứ. Thôi em chỉ cần là động viên em thôi. Quyết thắng chứ bây giờ em là hỏi là coi như làm khó người ta đó. Giống như là một cái team cheerleader nha. Để ủng hộ nha. Rồi, dạ, nào, 2, 3, 1. Cố lên. Rồi, và bây giờ, thời gian 1 phút 30 giây bắt đầu. Cao mạnh lên Nhi ơi, lên nhẹ quá em. Nhi sợ bóng. Nhi sợ bóng mà Nhi phải đập bóng nè. Đó. Em đập lên trên chị trời. Chị cố gắng đều tay như vậy á. Cố gắng đều tay lên trên trời. Được, dương. Cố lên. Ôi. Cố lên. Này, chị phải đồng đội của em vậy. Đó, dương. Khó quá. Yeah. Chống tay xuống dưới được đó. Cố gắng lên chị Nhi ơi. Em đánh nhẹ nhẹ dưới, đánh trên cao quá nó sẽ thêm bỏng lắm. Yeah, đúng rồi, nhầm. Dương. Em không nhìn thấy gì hết trơn á. Em cứ yên tâm là cái mũi tên nó đang nằm ở giữa đỉnh đầu rồi. Bây giờ em bảo này, em ngồi ở đây, chị ném nó hẳn ở đây. Ném thì không có vô đâu. Em đập giống như My á, sẽ dễ hơn, đập á. Khó quá, em đập á. Chị cứ cố gắng giơ tay như vậy chị Nhi. Đây, đúng. Đúng.
Chị ơi, còn tới 1 phút 35 giây lận, cố gắng lên. Hôm nay trời ơi, đụng nó rồi mà nó không bé. Rồi mời hai đội ra đây vỗ tay cái cho chúng ta đi ha, vì đã cố gắng vượt qua cái trò chơi này. Thật sự phải nói là không nên khinh thường hai quả đôi khi số 2 nó ít thiệt, nhưng mà với trò chơi này số 2 là đội chiến thắng mới nhớ. Chúc mừng cho đội Chí Hằng và rất là tự tin nữa, quảnh tu sĩ thắng mà lại muốn chơi trước luôn, không cần kinh nghiệm gì hết. Cho nên rất xứng đáng trao tặng cho các bạn 10 điểm ngày hôm nay. Wow, ủa, được 10 điểm hả? Tụi em cộng 10 điểm với 11 điểm là 21 điểm. Wow. Và đội bên này là chỉ có 17 điểm thôi. Cho nên đội chơi chiến thắng và có cơ hội bước vào vòng cuối cùng, đó chính là đội Chí Hằng. Sao thì em thấy chơi trò chơi này xong với cái tinh thần cũng rất là quyết tâm đó, thì em thấy như thế nào? Chắc là hỏi Hoàng trước đi. Bây giờ em mới xác định được một câu nữa. Đó là không cần bạn quá giỏi, chỉ cần người hướng dẫn. Bạn giỏi là bạn thành công. Hay quá. Không chịu nhiều. Còn My thấy sao? Em thì em không nghĩ là được hai quả đâu, tại vì là khi mà bắt đầu ném một quả lên là em bảo thôi xong. Dạ. Này là rất rất khó chứ không phải thế, tại vì là cái quả bóng này nó bay nó không thẳng sang bên kia được, nó sẽ bay tứ phương luôn, nên là mình không thể xác định được là cái hướng nó ở đâu. Anh nghĩ là bọn mình á là kiểu bị sợ cái quả bóng nó bị nổ. Dạ, đúng không? Là có nghĩa là mình sợ cái âm thanh nó bị giật mình. Thế là lỡ như mà đặt một cái trường hợp mà đang đi trên đường, như mình lấy xe máy đi ha, mà có một cái xe nó lớn, ví dụ xe tải hay là xe container chẳng hạn, người ta bóp còi một cách lớn như vậy mà mình giật mình, thì lúc đó cái cảm giác của em sẽ thấy như thế nào, em sẽ xử lý làm sao? Em là kiểu ai mà dọa em một cái là em đã giật mình. À, rất là giật mình rồi, đến cả là đó nên là kiểu đi trên đường mà nghe thấy tiếng như vậy em sợ lắm, nên là đó là cũng là một lý do vì sao em không đi xe, không tham gia giao thông nữa, là chỉ có người khác chở em thôi. Còn đối với em cô gái nè, thì sợ cái âm thanh mà cũng làm như cho mình giật mình đó, thì em sẽ giải quyết tình huống nó như thế nào? Em rất là cáu về những cái âm thanh đó. Em đi tham gia giao thông á, em rất là hạn chế bấm còi, thì khi mà họ bấm vậy mình cáu rồi thôi, chứ mình đâu có làm được gì họ đâu. Nhưng mà em cũng cố gắng khuyên mọi người là khi mình tham gia giao thông á, mình hạn chế bấm còi nếu mà không có việc cần. Còn ngày hôm nay rất là cảm ơn đội chơi chị Thỏ Ngọc đã cố gắng nỗ lực qua 3 vòng thi, nhưng mà chúng ta chưa có may mắn chiến thắng hơn cái đội còn lại. Nhưng mà mình Dương, đối với riêng em thì là một nghệ sĩ nữa, thì tham gia chương trình vào tuần này thì em thấy như thế nào và em muốn nói gì với đội chiến thắng và có cơ hội nhận được 50 triệu ngày hôm nay? Thật ra thì ngày hôm nay em đến đây với một tâm thế là mình chả biết gì cả. Và khi đến nơi rồi thì thật ra thì cũng không phải biết quá nhiều, nhưng mà ít nhất là những cái cơ bản nhất về khi mà tham gia giao thông thì em đã nắm được. Và chắc chắn là bây giờ em có thể đi về, gọi là về thẳng nhà được rồi, không còn lanh quanh nữa. Đó, còn về mà nhắn nhủ với đội bạn thì đội bạn cố lên nha. Thành công nha chị, chiến thắng nha, cố lên. Đây coi như là một cái lời động lực, động viên cho mình. Nên là mình thôi ráng ở lại càng lâu, đúng nhiều câu càng tốt để có cơ hội nhận được 50 triệu nhá. Một lần nữa xin được cảm ơn đội chị Thỏ Ngọc và chúc mừng cho đội Chí Hằng bước vào vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn và đây là vòng cuối cùng mang cùng tên là Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Giải thưởng cao nhất ở vòng cuối cùng này là 50 triệu đồng nếu như các bạn chinh phục được rất nhiều những câu trả lời đúng và nhiều cột mốc tiền thưởng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đơn giản là như vậy thôi, mình lên mình bóc thăm cái nhẹ đi. Ok, thôi đứng yên đó, anh tới với bọn em cho nó hên. Rồi, tụi em muốn ra cái gì? Em muốn ra gì? Trắc nghiệm hơn xui chị. Còn không, em vô tự luận. Rồi, ok. Câu được ước thấy. Câu được ước thấy là bộ câu hỏi trắc nghiệm. Rồi,
Trước tiên là chúc mừng các bạn ha, vì đã có một cái sự thoải mái và tự tin. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ có 1 phút 30 giây để cùng nhau trả lời mà thôi. Hãy đưa ra đáp án thật là nhanh gọn. Nghe gái A hoặc B, đừng suy nghĩ quá lâu. Các bạn hãy nhìn vào màn hình, các bạn thấy điều gì trên bức hình này? Thấy một dãy nhà, dãy phố. Vâng, vâng, vâng. Nếu như cái nhà, thấy cái xe nữa đúng không? Nếu như mà muốn về nhà mà không có xe làm sao về? Đi bộ ạ. Đi bộ à? Không xa lắm, không được. Thôi để anh biến cái xe này bự hơn để lái chở em về nha. Dạ. Hô biến. Đó. Xe đã to rồi, các em thấy là từng cái cột điện sẽ có một cột mốc tiền thưởng hoàn toàn khác nhau. Rồi, dạ, sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Ok, yeah. Và bây giờ, hãy cùng với Minh Dù và đội chơi chị Hằng trải qua vòng cuối cùng với những câu hỏi trắc nghiệm ngay sau đây. Thời gian bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt ở mức bao nhiêu? A. 200-400 B. 400-600.000 đồng. B. Chính xác. Câu hỏi số 2. Hành vi điều khiển tụ tập xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định sẽ bị phạt mức bao nhiêu? A. 6 triệu-8 triệu B. 8 triệu-9 triệu. A. A. Chính xác. Câu hỏi số 3. Hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ được gọi là gì? A. Vận tải đường bộ B. Phương tiện giao thông đường bộ B. A hay B? 3 A, B. À, nhanh, nhanh. Theo chạy đi. Dạ, B. B. Chưa chính xác. Xe quá tải trọng của đường bộ được hiểu như thế nào? A. Là xe có trọng lượng hàng hóa vượt quá khả năng chịu tải của cầu hoặc tải trọng trục xe vượt quá khả năng chịu tải của đường. B. Là xe có tổng trọng lượng vượt quá khả năng chịu tải của cầu hoặc có tải trọng trục xe vượt quá khả năng chịu tải của đường. A hay B? A. Chưa chính xác. Câu hỏi số 5. Đảo giao thông gồm 3 loại chính, đó là những loại nào? A. Đảo phân cách, đảo dẫn hướng và đảo trú chân. B. Đảo phân cách, đảo hướng dẫn làn đường và tiểu đảo. B. Dạ B ạ. À. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Loại đảo được sử dụng trên đường để phân cách các dòng xe có chiều chạy ngược nhau, hướng dẫn các xe rẽ trái. Loại đảo đó là loại nào sau đây? Hết thời gian. Rất tiếc. Nhưng mà chúng ta đã trải qua được khá là nhiều câu đúng và cột mốc tiền thưởng của các bạn là 6 triệu đồng. Mời các bạn ra về sân khấu nào. Trước tiên á, thì phải cảm ơn My nè, cảm ơn Hoàng nè. Dạ. Đã trở thành một đội chơi tin tưởng lẫn nhau và kết hợp cùng với nhau rất là xuất sắc. Trước tiên là phải hỏi tình cảm của các bạn dành cho chương trình ngày hôm nay đi ha. Chắc là mời Vũ Thảo My. Thực sự là hôm nay đến với chương trình thì trước khi đến là em chưa biết luật chơi, em chưa biết gì cả. Nhưng mà sau khi mà tham gia chương trình xong á, thì thực sự là em đã học được rất là nhiều kiến thức khi tham gia giao thông. Và em nghĩ rằng là sau cái đợt này thì khi mà nếu mà sau này em có tham gia giao thông á, thì em sẽ đi an toàn hơn rất là nhiều. Và có kinh nghiệm để sau này mình thi, ví dụ mình thi bằng lái ô tô thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn, mình vững vàng hơn. Hợp dạ. lý, chính xác. Còn Hoàng thì sao? À. Em có muốn chia sẻ một cái thông điệp gì đó để tất cả chúng ta cùng nhau an toàn giao thông hay không? Em muốn gửi tới tất cả mọi người đó là chỉ cần mình tập trung, mình cẩn thận và mình quan sát kỹ hơn thì hành trình đi trên đường của mình thật sự sẽ an toàn hơn. Chính xác là như vậy. Có một cái thông điệp khá là hay của chương trình này: nhiễu điều phủ lấy giá gương, đi xe nhường nhịn là thương chính mình. Oh, rất hay, rất hay. Yeah. Và những cái thông điệp này thì hy vọng rằng là tất cả quý vị khán giả sẽ có được thêm nhiều cái kỹ năng riêng cho bản thân mình, nhiều kinh nghiệm riêng cho bản thân mình, và mỗi người sẽ giúp đỡ chúng tôi, giúp cho an toàn giao thông một cách tuyệt vời hơn quý vị nhé. Ngày hôm nay thôi, anh và Hoàng cũng đã có một câu gì đó rồi về thông điệp. Không biết là My có thông điệp gì không dành cho tất cả những nghệ sĩ của chúng ta? Em thấy là đa số các anh chị em nghệ sĩ thì đi xe là sẽ có lái xe. Đó, chính xác. Tại vì là mình bao nhiêu việc rồi, ví dụ đang trên đường đi diễn mà đầu tóc rồi lóc tai mà mình thêm lái xe rồi đến nơi mình đậu xe các thứ nữa thì sẽ rất là mệt. Vất vả và mệt. Đúng rồi. Nên là em mong rằng là khi mà mọi người ngồi trên xe á, thì cũng sẽ để ý trên đường, đường đi sẽ như nào, đừng chơi điện thoại nhiều quá, hãy để ý trên đường đi. Ví dụ bác tài không để ý thì mình nên để ý một chút. Ví dụ có cái xe đang đi, có cái xe đi ngang một cái mà bác tài đang nhìn bên này mà mình đang nhìn bên này, mình thấy là mình phải hô lên. Đó thì nó sẽ an toàn hơn. Dạ. Và em cũng khuyên là nếu mà có đi xe trên đường tham gia giao thông thì đi chậm thôi, đừng đi giống em, không là ngã giống em. Một lần nữa xin được cảm ơn đội chơi chị Hằng ngày hôm nay. Cảm ơn Vũ Thảo My, cảm ơn Hoàng. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả chúng ta đã theo dõi xuyên suốt chương trình tuần này cùng với chúng tôi. Và chắc chắn rồi, họ ra về không phải tay không ạ. Vẫn sẽ có số tiền thưởng là 6 triệu đồng. Xin mời. Đây, 6 triệu nha. Rồi, về chia sẻ những niềm vui này cùng với nhau. Xin được cảm ơn các bạn một lần nữa. Quý vị thân mến,
Tuần này thì chúng ta đã khép lại chương trình rồi ạ. Đừng quên mở TV vào tuần sau lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 nhé. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Sầu xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.